Là cái chỉ á là cho nó mặc sau cùng, thường nó bắt chỉ sau cùng đúng không? Nó lót sàn xong nó bắt chỉ thì nó độn cái kia là được cỡ cm à. Nên miếng chất xốp, chất âm với một miếng sàn. Đúng rồi, là sẽ lên được miếng nữa là tầm 10 phân là vừa luôn. Sàn khoảng 8 phân. Nếu mà giờ kỹ cái này á, khi mình lúc nó đục á,